để được tư vấn
hơn. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim tròn khóc và các họa thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh trang bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát hay nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 82 52 799, gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thuận chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc làm